Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đinh Ba Búa nha. Thì đến hẹn lại lên các bạn. Thì như bữa mình live stream mình nói với bạn thì hôm nay mình sẽ soạn cho bạn vài chục lô máy cắt cỏ nha. Thì hôm nay mình cũng lên cho bạn lên hết luôn nha, cũng vài chục lô. Thì hôm nay có G3K nữa nè bạn, Estin nè. Estin bữa nay có 26 là mình tính bằng giá 23.4 luôn các bạn. Đó. Rồi có TG2425 nè, rồi Echo nè, Hitachi nè. Có lô Echo kia là Echo trắng kia là nó cứng, mình quan sát nha các bạn. Lô đó quan sát á. Hôm nay có hai con Rubin này nó đẹp lắm nè các bạn, hai con này nè. Sang trắng tinh luôn. Hơi dữ lắm bạn, hai con này đúng đẹp luôn. Kết mà có hai con thôi. Hơi nè, dây nè các bạn. Như mới luôn. Hai con này giờ các bạn bán lẻ được lắm nha. Các bạn nào nhanh tay chốt lẻ không hết. Rồi. Này có cái lô Echo này, nó là Echo 24 nha các bạn. 24 nòng 34 ly trợ lực không nha các bạn, trợ lực nhiều lắm. Chế quanh rồ nữa nha, chế quanh rồ hai kim nữa nè. Thì cái lô này là 24 mà 20 có một con duy nhất nằm đây thôi nè. Là một con duy nhất thôi, là 20 thôi. Có lô này Echo 2001 nè, lô này thì cũng chế hai kim nè các bạn. Với lô này là lô Mitsubishi TL 2000 các bạn, 2001, 2001. Rồi hôm nay có Makita đời mới nè, với Singu các bạn, Singu hợi nha. Cái thằng Singu này bán lẻ rất dễ luôn các bạn, tại vì thằng này nó là hợi á, hợi này bây giờ Singu này bây giờ rất chuộng. Nó cũng giá nó cũng mềm thôi bạn. Với Echo cần xoay 380 độ nha, nè. Echo cần xoay nè. Lô này bán rồi. Với lô này là lô Shitewa bạn, Echo này là 2009 nè. Rồi trong này là Maru các bạn, có lô Maru nè, Maru Yama. Đó. Hôm nay có lô Mitsu Whip nha các bạn. Thì trong lô Mitsu này nó có TL261 nữa nha. TL261 nè. Đây bạn, này TL261 nè. Đó, lô này là với TB 26, TB là toàn 26 thôi nha các bạn, không có 23 TB á, 26, con này 26 luôn nè. Con này nó là TU26 hợi VIP các bạn, con này VIP lắm á. Con này bán lẻ là sướng lắm, bảo hành 3 năm 4 năm luôn. Đó, thôi lô này thì mình thấy hơi đỉnh nha. Toàn 26 nhiều lắm nha, lô này á. Rồi. Lô này là lô số 30 nha các bạn. Rồi hôm nay có lô Rubin Cock nha, lô này thì mình có tặng cho cái đầu sát này các bạn giờ gỡ lấy đồ nha. Mình có tặng cái đầu á, lô Rubin Cock. Lô này là lô TG20 nha, 18-20 với lại lô gọi cái sơi. Rồi hôm nay có lô Echo trắng nè bạn. Echo trắng. Thì cái lô Echo trắng này bữa nay nó cũng đẹp nha các bạn. Cái lô TG các bạn nó có một cái con là nó có một con là cái đĩa cành nha. Nè. Nó có cái đầu đĩa cành nè các bạn. Với lô Echo 253. Lô này là 253 các bạn. Rồi. Thì hôm nay có những lô đó rồi mình cũng ngắm nghía ra cho một cho sơ lược rồi nha. Thì mình vô lô đầu tiên đi. Tìm cái lô đầu tiên đi các bạn. Thì thôi lợi mua bán lên mình thì các bạn biết rồi nha, giá buông tay. Không bảo hành, không bao ship và không bán thiếu các bạn. Lưu ý giúp mình nha. Giá mình bán cho bạn là giá bán buông, giá buông tay rồi. Lợi nhuận nó cũng ít thôi bạn, không có nhiều đâu. Nên là mình xin phép là không bảo hành, không bán thiếu và không bao ship. Hàng bên Nhật bây giờ sao mình bán dạy nha các bạn. Con nào cứng thì mình trừ tiền, con nào giật hơi ok, nói chung là giật ok là mình giao cho các bạn. Giật nó còn lăn nữa các bạn, nó còn lăn. Rồi. Lô số 1 ngày hôm nay bạn, lô này thì đầu bò của nó nè. Đầu bò dòng này thì nó là Tanaka với lại Mitsu T100 bạn, Tanaka rồi. Nói chung lô này lô lộn xộn nha. Đỡ cho các bạn là 2, 4, 6, 7 con, 2 triệu 8 nha. Đỡ các bạn 400 con thôi. Thường loại này mình giao là 600 con nha các bạn. 600 con cái loại tôm rời Tanaka Bomat này nè. Nhưng mà hôm nay mình quen solo luôn nha các bạn. Solo luôn. Cho các bạn là 2 triệu 8 nha, lô số 1 nha. 400 con thôi. Dòng này chạy chế quanh bờ rú luôn nè các bạn. Đó, quanh bờ rống luôn. Dễ làm. Rồi đầu bò của nó thì nắp chén kẹp đồ đầu bò nói chung là đầy đủ nha. Còn tay lái thì cái nào thiếu tay lái thì mình bổ sung sau, mai đóng hàng là mấy đứa nhỏ nhà mình nó sẽ bổ sung sau cho các bạn nha. Còn bây giờ mình soạn quay video cho nó nhanh nha các bạn, đỡ không tối. Rồi, đầu bò của nó đây các bạn, đó. Rồi, lô số 2 các bạn. Lô này nó là Komatsu nha, 2001, 2002.
2000 các bạn. Lô này thì mình thấy 2001 với 2002 thôi các bạn, không thấy 2000. Nè, 2002 nè bạn, 2002. 2001 nè. Mấy con này 2001 luôn các bạn. Rồi, mấy con hồng hồng này cũng 2001 luôn, 2000. Thì lô này là 2002 hết bạn à, lô này 2002 hết. Lô này không có 20 nha các bạn, toàn 22 thôi. Lô này là toàn 22 hết nha. Đó, 22 hết luôn. Đồ bò của nó đây. Thì có một cây này các bạn, cái cây này là nó bị cong cây cần nha. Thì mai mình sẽ bổ sung cho bạn một cây cần vứt theo cái lô này luôn, đồng thời để cái cây cần này cho các bạn luôn nha. Tức là mình sẽ không lấy cái cây cần này lại, mình sẽ cho thêm một cây nữa giờ cho bạn ráp nha. Thì cái lô này đầu bò của nó còn nguyên si hết. Lô số 2 này là 6 triệu 3 nha các bạn, 7 con Komatsu. Komatsu 2022 nha các bạn, Komatsu 22 á. Rồi. Hàng Komatsu 22 này thì nó chạy chới quanh bờ rồ, quanh bờ rống nha. Hàng này nó là hợi của ngồi Tuyên Quang rồi nè. Rồi nói chung hợi dùng ngồi dùng cao ngồi Bắc các bạn. Tại vì dòng này nó nhẹ mà chạy nó bền, cho nên là dòng này ngồi rất rất là chuồng luôn. Thì cái thằng này nó chạy chới quanh bờ rú, quanh bờ rống gì đó các bạn. Lê đỏ, lê gió tự động, lê đỏ. Rồi, lô số 2 nha, 6 triệu 3. Lô số 3 rồi ta. Đây. Đây bạn, hôm nay mình có lô số 3 này là toàn 26 luôn nha. Thì cái lô này là không có, chỉ có hai con ở dưới, ở ngoài cùng các bạn, ở dưới cùng ngoài cùng. Hai con màu vàng ở dưới cùng ngoài cùng là 23 thôi. Còn lại là 26 hết, 26 hết nha. Cái lô này chưa bao giờ mình thấy cái lô nào mà toàn 26 như lô này nha. Còn ở dưới kia là 23 thôi. Là hai con. Thì cái lô này các bạn, lô này là 7 triệu 2 nha. 9 con. 7 triệu 2 các bạn. Đó, đầu bò của nó nè. Còn nguyên si đó nha các bạn, đầu bò mình thấy còn nguyên hết. Chén kẹp đồ. Đây, cái lô này đáng lý các bạn, thường thường là cái lô này mà 26 không là cái lô này đáng lý mình phải bán 900 cây mới đúng nha. Nhưng mà hôm nay là cái lô này mình thấy áo của nó không được đẹp, hai con 23 dưới kìa. Áo không được đẹp nên mình tính cho bạn rẻ lại là còn 7 triệu 2, tức là 9 cây. 9 cây 7 triệu 2 các bạn chia giùm mình nha, giờ mình quên rồi. Rồi. Ơi, lô này là lô số 3 nha các bạn. Toàn 26 thôi. Đây mình quay cho bạn xem nha, toàn 26 luôn nè. Nè. 26 nè, 262 nè. 262 nè. Con này là 260 nè. Con này 260 nè. Con này là 271 nè các bạn. Đó, con này 26 nè. Con này 23, đó, hai con 23 nha. Con này 27 nè. 27, con này 26 luôn. Chỉ có hai con này là 23 thôi nha các bạn. Ừ. Đó, dây giật nè các bạn, hơi chắc. Ừ, hơi chắc được rồi, dây trắng nè. Rồi. Lô này là 7 triệu 2 nha các bạn, lô số 3 các bạn. Rồi lô số 4 các bạn, Mitsu vàng nha. Lô này mình gọi nó là Mitsu vàng. Đó. Nhật nó đem nó lấy cái miếng này là của xe ô tô, xe tải gì đó, nó cắt ra nó dập vô các bạn. Không biết sao Nhật nó chơi vậy luôn các bạn, chứ đinh bố mình không có rảnh làm vậy đâu nha. Rồi lô số 4 này là Mitsu vàng nha, Mitsu 20 TL 20 23. Và lộn 20 21 các bạn, Mitsu vàng. Nó có 2001 nữa. Rồi, lô này 3 triệu rưỡi các bạn, 5 con Mitsu vàng. Đầu bò của nó còn nguyên si hết nha các bạn. Dòng này thì hợi của nó, hợi ngồi Thanh Hóa cũng ngồi Bắc luôn các bạn. Ngồi vùng cao các bạn, nhẹ chạy bền lợi xăng. Đó là Mitsu vàng. Lô này thì đợi bạn 3 triệu rưỡi thôi, 5 con nha. Mitsu vàng nha. Dòng Mitsu vàng này thường thường vỏ của nó màu vàng nên nó hơi xấu các bạn, nhưng mà nó lại ngon nha các bạn. Hơi chắc lắm. Chạy chế quanh rồ luôn nè, dây giật trắng tinh nè bạn, thấy không? Giờ bạn cạo ra nha, này dễ dọn lắm bạn. Ừ, dây giật trắng tinh nè, thấy không? Đó, nó dễ các bạn. Ừ, nè, dây trắng tinh nè, nó vàng nhưng mà hơi nó chắc nha. Dòng này là mình bảo đảm với các bạn 5 con này sống hết luôn. Hơi mà giật ực kiểu này là 5 con này sống hết luôn nha các bạn. Rồi, lô này là lô số 4, 3 triệu rưỡi nha các bạn. Lô số 4 nha, Mitsu vàng. Dòng này các bạn bán cho khách bảo hành 3 năm luôn bạn, 2 năm thích bảo hành, 1 năm nó chả hư đâu. Dòng này chạy rất bền nha các bạn, rất bền luôn, nó là hời á. Nhưng mà do áo nó xấu nên nó rẻ thôi các bạn, chứ áo nó mà đẹp thì nó mắc lắm, nó là hời mà. Rồi lô số 5. Lô này là lô 4 con Echo cứng xả chiều 6. Tức là 4 con này là hàng sát nha các bạn. Hàng sát. 4 con này nó bị cứng nha, bị cứng. Cứng nhưng mà bên mình chưa có tháo ra đụng chạm gì hết á, mình bán xả luôn, bán sát. Đó,
Đây các bạn, đầu bò của nó cũng còn nguyên si luôn nè. Đó, chưa tháo đụng chạm gì tới con máy nha. Nó cứng là mình giờ kiểm tra thấy nó cứng là mình bán sắt thôi. Thì cái lô này mình xả cứng nha. Các bạn lưu ý giúp mình trước khi mua lô này, các bạn phải nghe thật kỹ và nghe và nhìn giúp mình nha. Tức là cứng, xả, chịu xấu. Rồi lô số 5 nha. Chứ các bạn không biết đi cắm đầu mua thấy rẻ chịu xấu, mua rồi nó ồ sao máy cứng. Cái này là mình đang bán cứng xả nha các bạn. Chứ còn nó không cứng thì hai con chịu xấu rồi. Rồi. Đó, cứng nhưng mà mình chưa đụng chạm gì, chưa có tháo bung máy làm gì nha các bạn. Máy bên mình là bao hàng giờ sau bán vậy, chưa có tháo đụng chạm. Chứ không có tháo hay làm đụng chạm gì tới con máy nha. Rồi, lô số 5 nha các bạn. Rồi, lô số 6 bạn. Đây. Thì cái lô số 6 ngày hôm nay các bạn thì nó có Estin 20. Ở lộn, Estin này là 22, 23, 24, 26 nha. Nó có 26 nữa, cái con 26 VIP nằm dưới cùng kìa. Đó. Đầu bò của nó đây các bạn. Cái con này cũng là 26 luôn, tum rời. Còn con này 24 nè, 23 nè các bạn. Con này 24 nè. Con này 24 nè các bạn, hỡi. Con này 24 luôn nè, sao? Ừ, con này 22, con dưới 24. Rồi. Lô này mình đổ đồng solo luôn nha các bạn, đổ đồng solo tính một giá là 800 luôn cho nó nhanh. Thì lô số 6 này là để bạn 7 triệu 2 nha, 9 con. 7 triệu 2 nha các bạn. Đầu bò của nó nè. Rồi. Đó. Lô này đổ đồng cho các bạn cho nó nhanh cho rồi. Con này là 24 các bạn, chạy chơi quanh rồ hai kim nha các bạn, chơi quanh rồ hai kim luôn. Con này có trợ lực nè các bạn, đó. Con này trợ lực. Còn con này nó là 26 nha các bạn, con này 26, con này chiều 2 lần nha. Nhưng mà hôm nay cái lô mình mới giờ hôm bữa nó có 1 cây thôi. Mình bỏ chung mình bán tính bằng giá luôn, chứ không là nó mà nhiều là mình tính chiều 2 nha các bạn, do nó có 1 cây. Cho nó nhiều là mình tính chiều 2 cây nha. Rồi do cái lô nó 1 cây thôi thì các bạn giờ bán cái con đó cao lên nha. Chứ nhiều khi các bạn mua rẻ, các bạn không biết các bạn bán rẻ là nó thiệt giờ phần các bạn đó nha. Rồi mình đã bán đỡ cho bạn rẻ, đỡ bạn kiếm lời rồi, thì các bạn giờ phải biết bán đỡ mà lời. Lô số 6 này là 7 triệu 2 nha các bạn. Lô số 6 9 con Estin 7 triệu 2. Rồi. Đẹp nha các bạn, tum rời rồi luôn á. Đây, đầu bò nó này. Rồi. Lô số 7 bạn, lô này nó là 3 con G2K nha các bạn. G2K nòng 34 ly các bạn, nòng dài. G2K thì trong cái lô này các bạn nhìn nè, sao mà 3 con G2K mà 4 cây cần. Thì tại vì có một con cần nó bị cong nè nha. Đây, cần nó cong nha các bạn. Đó, mình đỡ đây, mình sẽ đỡ cho các bạn luôn nha. Cái cần cong này mình đỡ cho các bạn luôn. Nhưng mà đồng thời mình cho thêm bộ cần nha. Đây, bộ cần G2K luôn nha. Đó, bộ cần của G2K mình cho thêm cho các bạn luôn. Còn cái cần cong này mình vẫn đỡ cho, đóng theo cho các bạn luôn. Mình không có lấy lại nha. Tại vì mình lấy lại mình vứt chặt nhà làm gì. Rồi, giờ các bạn thích làm gì làm. Đó, tức là ba con máy nhưng mà 4 bộ cần nha, 4 bộ cần. Thì cái lô này là 4 con. À lộn, 3 con là 1.1 triệu con nha các bạn, là 3 con là 3 triệu 3, nhưng mà có con cứng trừ bạn 300 nha. Tức là cái con cứng đó là mình chưa có bung ra kiểm tra nha các bạn. Các bạn giờ tự kiểm tra nha. Thường mấy con cứng nó kẹt nhớt hoặc là nó kẹt qua lăng vô sơi rồi bạn, nếu bạn giờ các bạn kiểm tra nha. Chứ hàng bãi đừng để lâu nó hay này kẹt giật lên là nó không nổi rồi. Rồi lô này là 3 triệu 3 nè, trừ các bạn 300 còn 3 triệu nha. Lô số 7 G2K nha các bạn, G2K. Đầu bò nó đây bạn, đầu bò chiến giao rồi mình thấy còn đầy đủ á. G2K nha. Đẹp, lô này mình thấy đẹp nha các bạn, đó. Rồi. Rồi, có lô Estin này là Estin đời mới nha, lô này Estin đời mới. Lô này là 1 triệu 8 nha các bạn, lô số 8. Lô số 8 nha. Đầu bò nó đây bạn. Đầu bò nó này. Lô này có hai con nữa bạn, một con cái con này là 1 triệu nè bạn, cái con mà vuông vuông nó là 1 triệu, con này 800 nha các bạn. Con này 800 á, con đó 1 triệu, con này 800 là 1 triệu 8 nha. Chứ không phải hai con này bằng giá nhau đâu nha, cái con kia là 1 triệu, con này 800 này. Rồi lô này là 1 triệu 8 nha, Estin. Cần của nó đây bạn, tay lái nó dập Estin luôn nè, đó. Dập cái tin luôn, ra bóp luôn đó. Rồi còn cái này ra bóp này bị gãy rồi nha, gãy rồi mà, đó gãy rồi. Cái này đùa, này gãy rồi bạn, này chắc mai kiếm bộ cần ra bóp cho bạn, không biết có không nữa. Rồi lô này lô số 8 là 1 triệu 8 nha. Rồi bạn, lô số 9 bạn, lô này đẹp giá mang luôn nè. Mình giờ có cái lô này là mình ưng ý nhất nè bạn, nó đẹp gì đâu luôn. Ốc nè, đó ốc nè, đó các bạn thấy không. Hàng này nó là hàng Nativo nha các bạn, Nativo. Thì
Lô này mình chỉ kết nó đẹp thôi bạn. Nativo này nè, nó có 26 rồi, con này 26 bạn, hai con 26, con này 23 nè, con này 25, con này 25. Vậy là cái con màu cam này bạn, con màu cam này là 25 nha, con này 23 nè, con này 26, con này 26. Lô này nó được đẹp nha các bạn, nó được cái là nó đẹp Nativo nha. Thì cái hàng Nativo này các bạn lưu ý nó là hàng Komatsu. Đây các bạn, Komatsu nè, con này Komatsu. Nhưng mà nó là hàng Komatsu của thằng tàu nó xuất sang Nhật. Các bạn lưu ý nha, chứ thằng Komatsu này mà của Nhật mà tum rời như vậy, con này nó phải triệu chín các bạn, triệu 8, triệu 9, triệu 7, triệu 8 luôn các bạn, không rẻ đâu. Rồi, lần này nó là Nativo nha các bạn. Nói chung là anh em thợ nhìn biết rồi nha, 4 con 3 triệu 1, rồi chốt đơn các bạn. Tum rời, hai con tum rời, hai con tum liền nha. Mới can luôn, nói chung là nó rất là mới luôn. Trợ lực thì có hai con trợ lực nha. Đây các bạn, hai con này trợ lực luôn nè, trợ lực. Con này trợ lực luôn, đó. Con này trợ lực luôn nha, tất cả đều trợ lực hết á. Dây giật nó nè các bạn, trắng tinh nè. Lô này VIP lắm nha, dây trắng tinh đó các bạn nè. Thấy không? Trời như máy mới luôn. Con này 25 nè, con này màu cam đẹp nè, trắng tinh nè. Chạy chới ra ngang hết nha các bạn, con này chới hai kim luôn nè. Chế một kim, này chế một kim à. Đó, rồi. Đầu bò thì còn đầy đủ hết nha các bạn, đầu bò đủ. Rồi. Lô số 9 này là đợi bạn 3 triệu nha, 4 con Nativo lô số 9 nha. Rồi tiếp bạn, lô số 10 bạn. Lô này là 2 triệu 4 nha các bạn, lô số 10. Hitachi bạn, Hitachi này nó là 23 nè bạn, con này 23. Con này 24 nè, 24. Đó, 24 các bạn, 23 24 có ra bóp luôn, ra bóp nè. Con này cũng ra bóp mà nó rớt ra rồi bạn, giờ bạn gắn lại nha. Con này nó mất cái bộ cùm rồi, mai mấy đứa nó bổ sung cho bạn bộ tay lái sau nha. Giờ mình soạn ra mình quay video à, chứ không có thể nào mà gắn tay lái đồ cho kịp. Mai tụi nhỏ nó đóng hàng nó sẽ bỏ vô trong thùng cho bạn, giờ bạn gắn nha. Thì ba con này là ba con này lúc nãy mình tự mình giật hơi luôn nha. Đây, ba con này hơi đã lắm bạn. Nó có trợ lực hơi đã lắm, hơi dữ lắm bạn, thấy không? Ba con này đợi các bạn là nè, hơi dây nè, trắng tinh nè. 2 triệu 4 nha, lô số 10 nha các bạn. Lô số 10. 2 triệu 4 là ba con Hitachi nha các bạn. Ba con Hitachi đời mới. Cần của nó nè các bạn, đó. Đồ bò còn nguyên si. Đồ bò nó có còn nguyên si đâu à. Đó, quay. Đồ bò nguyên si các bạn nè. Chén dao là còn luôn. Rồi, lô số 10 này là 2 triệu 4 nha các bạn. Lô số 11 các bạn, lô này là 1 triệu rưỡi nha. Hai con này là hai con Echo xanh bạn. Hai con này giật ok này nên là mình để đây mình bán, còn coi cái con mà bị cứng nằm đằng kia các bạn, mình lụm ra mình bán sát rồi các bạn thấy không? Đó, tức là cái con cứng là mình sẽ lụm ra mình bán sát chứ mình không quăng vô lô cho các bạn, hoặc là nó cứng mình báo bạn, mình trừ tiền. Đó, chứ mình không có chọn vô mà bán cho các bạn đâu nha, chứ làm ăn mà đi làm ăn là nó phải chữ tính nó đi hàng đầu bạn, chứ không thể nào mà làm ăn mà đi một hai ngày mình gian dối được. Rồi lô số 1 bạn, lô này là 1 triệu rưỡi thôi. Rồi ga bóp này nha các bạn, ga bóp rin nó nè. Tê lái thì rin hết nha các bạn, mình thấy rin hết luôn. Đồ bò của nó rin hết nha. Rồi. Lô này là 1 triệu rưỡi thôi nha các bạn, lô số 11 nha các bạn, 1 triệu rưỡi thôi. Hơi rất là ok. Lô này các bạn giờ các bạn trưng bày thôi. Mình thấy nó mới nè. Nè, nhìn nó như vú ngọc trinh các bạn nè. Sờ vô nó mịn bóp bóp là sướng sướng giò giò đã thấy không? Rồi. Cái này các bạn giờ treo thôi, treo trưng bày cũng được bạn. Lô 11 này 1,5 triệu nha các bạn. Rồi lô số 12 đi các bạn, lô này là TG24-25 nha các bạn. Thì cái lô này nó ba con tum rời, một con tum liền nha các bạn. Cái con đó cũng là TG các bạn, nhưng mà nó tum liền, còn ba con này là tum rời nha. TG24-25 lô này 3,3 triệu lô số 12 nha. Đồ bò nó nè các bạn, đồ bò đó, ba con tum rời, một con tum liền nha. Rồi lô số 12 này là được rồi, tay lái của nó là có một con nè bạn, một con này là nó thiếu tay lái này. Các bạn yên tâm nha, mai tụi nhỏ nó đóng hàng nên nó sẽ bổ sung tay lái cho các bạn, bổ sung đầy đủ vô. Tại vì bây giờ mình soạn mình đóng, mình soạn quay video cho nó kịp bạn, đợi lát tải lên chứ không kịp nữa. Giờ cũng 6 giờ rưỡi, hơn 6 giờ rồi, còn có mấy phút nữa là 7 giờ rồi, mình tranh thủ mình tải lên nè. Hơi đồ giật ok hết nha các bạn. Rồi lô này, lô này là lô 12 nha, 3,3 triệu nha các bạn, lô số 12 TG24-25 nha, 24-25. Rồi
Lô số 13 bạn, lô này là Hitachi 241 nè bạn, đùa 241 luôn không? Hồi giờ mới thấy 241 luôn á, thường thường nó 22 21 thôi. Con này màu cam luôn nè. Con này màu cam nè bạn, đó, màu cam đẹp. Rồi hai con này đẹp nha bạn, hai con này nòng của nó đẹp lắm, nòng lóc dập mới in da băng luôn các bạn. Lô này là lô số 13 triệu 2 nha các bạn. Triệu 2. Echo Green. Echo Green nha, hai con này á. Đây. Con này nó chạy chế quanh rồ luôn nè bạn, chế quanh bờ rống ngang luôn nè. Thường Echo Green là nó chạy bộ chế này nè bạn, bộ chế này nè. Vú bơm bự nè, đó, vú bơm bự nó giống như máy cưa bạn, nó na ná như máy cưa, anh em thợ làm thì biết rồi nha. Còn cái thằng này nó phiên bản đặc biệt nha, nó cũng 24 luôn nè. Đó, chạy chế ngang luôn bạn. Chế ngang đập thiệt đấy chứ. Hơi còn dữ lắm nha, hợt 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 dây nè, đó. Con này, hơi con này thử đó. Đu. Hai con này chắc đổ xăng nổ luôn chứ bạn, dọn mẹ gì. Rồi. Triệu 2 nha các bạn, có triệu 2 thôi. Các bạn dọn nổ con bán được 1,5 triệu rồi. Rồi các bạn lời nguyên một con luôn, lời thêm 300 nữa, còn đòi hỏi gì nữa bạn. Trời ơi, buôn hàng bãi mà các bạn bán lẻ các bạn lời còn hơn mình nữa. Các bạn bán một con máy bằng mình bán 10 lô máy á. Thì các bạn bán một con máy bằng mình bán 10 lô máy luôn. Mình bán lô máy mình lời chắc được 70-80 trăm ngàn với nhiêu. Một lô máy đó các bạn. Rồi. Lô này là lô số 14 nha các bạn, 1,5 triệu thôi. Ô bò nó đây. Thì cái lô 14 này các bạn để ý nha, cái con này nè. Hai con này nè các bạn, thường là máy của nó giờ hàng bãi các bạn giờ xấu lắm, không có đẹp như vậy đâu. Mà hôm nay là hai con này đúng đẹp luôn bạn. Hai con này là mình chấm, phải nói là mình chấm 10 điểm luôn. Không phải 1 điểm nữa, 9 điểm mà 10 điểm luôn bạn nè. Bạn nhìn ốc của nó này vàng 7 màu luôn, vàng khe luôn. Con này là không phải nó xuống màu nha các bạn, mà cái màu rin của nó là vậy luôn á. Đó. Màu rin nó vậy luôn nha. Bô trắng tươi luôn nè, bạn thấy không? Bình xăng này là xăng rin nha, không phải xăng lô nha các bạn. Cái ốc dưới này là trắng tinh nè. Con này mà các bạn giờ các bạn bán với 2 triệu thiệt chứ nó mới ken nhưng mà các bạn đi bán 1,5 triệu là quá phí luôn. Con này nè, nó mới ken luôn các bạn. Mà chế nó đang xài là chế quanh bờ rồ luôn nè, chế ngang luôn các bạn. Đó. Dễ giật nó nè. Trời ơi, hơi ông cố nội hơi gì mà hơi nó bốt như gái 17 luôn. Thấy không? Hơi đó. Rồi, lô 14 này để bạn 1,5 triệu thôi. Giờ các bạn bán con này không này là dư mẹ nó rồi, hơn 1,5 triệu rồi nha. Con này quá vip luôn bạn. Thì các bạn thích bán nhiêu bán tùy bạn nha, chứ mình thấy con này là quá đẳng cấp luôn. Còn con này là nó cũng mới nha các bạn, nhưng mà cái áo của nó là cái màu nó màu vậy bạn, màu nó vậy á, màu áo vậy á. Rồi. Lô 14 này để bạn 1,5 triệu nha. Rồi giờ các bạn thích bán nhiêu bán các bạn. Nói chung các bạn bán rẻ rồi cho người dân người ta xài. Thì con này theo ý mình là các bạn bán bèo lắm phải được 1,5 triệu. Là các bạn lời được con rồi nha, lời bán con lời con. Hợp lý không? Quá hợp lý nha các bạn. Lô 14 nha. Lô 15 bạn. Hai con này là Hitachi 26 nha các bạn, nòng 34 ly. Thằng này nó xài bộ chế bình xăng con của nó này y chang của thằng Echo 260 luôn các bạn nè. Vô bơm bự nè. Cái bình xăng con này các bạn đừng có bước nha, nó là bình xăng con hời á, bình xăng này xài rất ngon luôn. Cái bộ chế này bạn xài rất đỉnh luôn nha. Thì hai con này đáng lý là 1,8 triệu nha các bạn. 1,8 triệu lần á, tại vì cái loại này 26 lần này, nó 26 nè. Nhưng mà mình để cho bạn là hai con này 1,6 triệu thôi. Lý do là cái tum nó bị lủng nè bạn. Nè, đó. Tum nó bị lủng lỗ nè các bạn. Nè. Không ảnh hưởng gì đâu bạn, nó bị lủng lỗ thôi. Rồi. Nhưng mà trừ cho bạn thêm 100 ngàn nữa nha, là còn 1,5 triệu. Rồi lô số 15 nha. Hai con Hitachi nòng 34 ly 26 sơ sơ nha. 1,5 triệu rồi, còn ổ cước rin luôn nè, đồ bò nó nè. Rồi. Lô số 15 nha các bạn, 1,5 triệu. 26 nòng 34. Chạy bộ chế cái bình xăng con này là của nó giống 260 Echo 260 luôn các bạn. Các bạn đừng vứt nha. Con này gạt bô nha các bạn. Giờ các bạn thông cái lỗ bô đi. Dây giật nó trắng tinh nè. Dây trắng lắm bạn, đó, vip nha. Con này dây trắng mà bô cũng trắng luôn bạn, bô trắng tinh nè. Con này vip lắm bạn, con này đúng vip đẳng cấp luôn á. Rồi, lô 15 này là 1,5 triệu nha. Dòng này nó nổ im lắm bạn, nó nổ im như chó thở vậy á, im nổ xè 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 xè. Cái tiếng nổ nó như con chó đang thở bạn, y chang luôn. Rồi. Lô 16 bạn, lô này là 4,8 triệu nha. 6 con Echo 240 bạn. Lô này là trợ lực hơi bị nhiều nha các bạn.
Được rồi. À toàn trợ lực thôi nha các bạn, không có con nào dược thường đâu. Nè. Tất cả là trợ lực hết luôn. 1 2 3. À con này dược thường bạn, con này dược thường nè. À, con này nó chạy chới quanh rồ hai kim nè bạn. Ừ, này cũng vậy nè, thấy không? Đó. Rồi. Lô này là toàn 24 thôi nha các bạn, chỉ có một con duy nhất là 20 thôi. Đồ bò của nó nè bạn, nòng 34 đó bạn. Cái loại này nòng 34 ly nha. Nhiều anh em cứ thắc mắc sao thằng này nhìn nó nhỏ nhỏ vậy mà nòng 34, nhưng đúng ra 100% là nòng 34 nha các bạn, thằng 24 này nè. Các bạn tin cứ tháo bít tông đo nha, nó 24 nòng 34 ly á. Rồi thằng này là nòng của nó hình như là thằng này nó xài chung nòng với thằng này nha. Tức là các bạn lấy nòng thằng này bỏ vô này chung luôn. Thằng này nòng nó hình như 31 32 gì thôi. Các bạn lấy nòng này bỏ vô này. Đó. Rồi. Lô này là lô Echo 24 nha các bạn, có một con 20 thôi. Còn lại là 1 2 3 4 5 con là 24, một con 20. Lô này đỡ cho các bạn là 4.8 nha, 6 con. 6 con nha các bạn. Rồi lô số 17 bạn, lô này là 1.950.000 nha các bạn. Lô này là 3 con Echo 2001, 2002 nha các bạn. Đầu bò nó nè. Thì cái lô này có hai con này là chạy chới ngang hai kim luôn nè bạn. Đó, hai kim nè. Hai kim nè bạn, đó, thấy không? Chới hai kim luôn. Cái bộ chới này tháo ra bán được 150 rồi bạn, đó. Rồi. Lô này là 1.950.000 nha các bạn. Trời nó ghi thiệt cái chứ, ghi 1.9 ra nó hơn 50.000 vô nữa. Rồi lô số 17 này là ba con Echo nha. 2001, 2002. Đó, con này nó có gà bóp luôn nè bạn, gà bóp hợi luôn nè. Nè. Đó, gà bóp này các bạn bỏ lên tháo ra nha, tháo ra bỏ lên tay lái được luôn. Nhưng mà trình độ các bạn phải cao tí độ vô nó mới bóp nó mới ngon lành được. Rồi lô số 17 nha. 1.950.000, lô số 17. Rồi. Lô 18 mà, lô này là Mitsu TL 20 với lại Mitsu TB 20 nha các bạn. TL 20 hai con ở trên là TL TB, còn ba con dưới là TL nha các bạn. Con này là TL hợi nè, con này hợi nè bạn, đẹp lắm, mới khen à. Trợ lực luôn nha. Con này có trợ lực luôn nè. Lên gió tự động luôn bạn. Ừ. Rồi. Lô này là 4 triệu nha, lô số 18 nha các bạn. 4 triệu, ghi đông tay lái rồi, mình thấy nó còn đầy đủ nha. 5 con. Lô này là 5 con nha các bạn, 4 triệu. Đầu bò của nó nè. Đó. Đầu bò còn nguyên si nha. Ừ. Rồi, 4 triệu nha các bạn. 5 con Mitsubishi 4 triệu. Rồi. Lô số 18 nha các bạn. Đẹp, lô này thì đẹp. Hàng này thì hợi hợi này là hợi miền Tây nha. Không biết miền Bắc có biết chơi hàng này không. Nè, dây giật nó nè bạn, trắng tinh nè. Con này chơi 2 kim luôn. Ừ, con này dây giật cũng trắng tinh nè bạn, thấy không? Chới hai kim luôn nè. Ừ, con này dây giật cũng trắng tinh nè bạn, thấy không? Nè, đó, chạy chới hai kim luôn. Con này chới hai kim luôn nè bạn, thấy không? 5 con chới hai kim luôn. Còn con này dây giật đen thui à, mã cha nữa. Rồi, lô này mình thấy có ăn nè bạn, toàn chới hai kim hợi không. Rồi, đồ bò của nó đầy đủ hết nha. Lô này là lô số 18, 4 triệu nha các bạn. Rồi. Lô số 19 đi bạn, lô này là 1.6 nha các bạn, hai con Makita đời mới nha, thì có một con các bạn nó bị mất cái bình sang con này, bộ chới nè. Thì các bạn yên tâm nha, mai mình sẽ bảo tụi nhỏ nó gắn đầy đủ cho các bạn luôn. Tại giờ mình soạn ra lên video mình không có kịp gắn cho các bạn nha. Đó, mai mình tụi nhỏ sẽ bổ sung cái bình sang con cho các bạn nha. Rồi. Thì lô này 1.6 nha các bạn, lô số 19 nha. Đồ bò của nó nha các bạn. 26 nè, con này 26 sơ sơ nòng 34 nè. Còn con này là 23 bạn, 23 nòng 32. Con này 23 nha, con này 26 nòng 34. Rồi. Lô số 19 triệu 6 nha. Lô số 20 nha các bạn, lô số 19 chứ lộn, số 19 nè, lô này lô 20 nè. Lô này là Singu nha các bạn. Singu này 26 nè. Thằng này hợi nha các bạn, này hợi á, này bán lẻ được triệu 7 triệu 6 bạn. Này mới lắm nè, này bán lẻ được 1.5 triệu nè. Đó. Còn thằng này là bán lẻ được 1.3 triệu thôi các bạn, này nè, bán lẻ được 1.3 triệu. Còn Singu này hợi nha các bạn. Rồi, đẹp con này đẹp nè các bạn, đẹp mới keng, trợ lực luôn. Ừ, trợ lực. Ba con này đều là trợ lực hết nha các bạn. Đây, trợ lực hết nha. Đó. Ba con đều là trợ lực hết. Hai con ngoài đây là nòng 34, con kia nòng 32. Rồi. Singu. Đầu bò nó đây các bạn, đầu bò này. Con này cần nó cân nhẹ nè bạn, thấy không?
Đó, con này mình có nha. Con này nó xài cũng còn 24 bảy khí. Thằng 24 bảy khí này thì nhiều lắm bạn, mình có luôn. Mai mình đổi cần rin này cho bạn, mình cho thêm bộ cần nữa nha. Giờ các bạn bỏ vô. Lô này là 2.4 triệu nha các bạn, ba con. Rồi, tiếp bạn, lô số 21 bạn, lô này là ba con Echo 253 sang trên nha các bạn, hai sang trên mà còn xoay. Nè, còn xoay 380 độ. Đây, con nào cũng xoay 380 độ hết nha. Còn xoay 380 độ luôn nè, đó. Còn xoay hết nha các bạn nè. Cái còn xoay của thằng này thì các bạn không phải đắn đo nó, không phải suy nghĩ nha. Khỏi cái suy nghĩ giờ chất lượng của nó luôn. Cái còn xoay thằng này nếu mà so với Nhật là năng nó chấp phải là 10 cây trụ điện. Xài rất bền luôn nha các bạn, còn xoay thằng này á. Xài mà cái máy hư chưa chắc gì cái chỗ xoay này nó hư. Rồi. Còn xoay này rất là chất lượng luôn các bạn, rất là nói chung là nó cái độ chi tiết hoàn thiện nó rất là tốt luôn. Nó không giống như đồ tàu nha. Những anh em nào thợ nào làm đồ tàu rồi biết rồi. Còn xoay của con tàu nó rất điểu luôn. Mà còn xoay này tốt lắm nha các bạn. Lô này 3 triệu thôi. Lô số 21 nha. Echo 253 sang trên nha các bạn. Ba con. Ba con nha các bạn. Đầu bò của nó nè. Đó, đầu bò của Nguyễn Si. Lô 21 nha các bạn, 3 triệu thôi. Rồi. Lô này bán rồi bạn. Lô 22. Lô này là 1.650.000, lô này đáng lý là nó có 1.500.000 rồi bạn, nhưng mà lô này nó có hai con là 23 bạn. Nè, con này 23 nè, con này 23 luôn. Còn con này là 20 nha các bạn. Con này 20 nè. Hai con dưới là 23 nha. Rồi. Lô này là lô số 22 nha các bạn, là 1.650.000. Lô số 22. Đó. Shidowa S20M3 nha. Hai con dưới là 23 đó bạn. Con này là 20 nè. Chỉ có một con 20 thôi. Còn hai con dưới là 23. Đầu bò nó đây bạn. Đầu bò mình thấy còn nguyên hết nha. Đầu bò còn nguyên si hết, chén dao còn luôn. Đó. Rồi lô 22 này là 1.650.000 nha các bạn. Lô số 22. Rồi. Lô số 23 bạn, lô này nó là Echo 209 các bạn, 2001, con này có cuộc đời luôn mà. Con này có cuộc đời nha các bạn nè. Đó đó đó, giờ bạn độ phá chơi. Con này là không, mấy con này không có đời bình thường. Rồi. Echo 209 nha. Thì cái thằng E09 này á, mình nói nhiều rồi nha các bạn. Thì những anh em nào thợ nào mà ở nông thôn á thì đừng có ham hố gì mấy cái thằng đời mới nha. Thì các bạn nên lấy dòng này giờ bán cho bà con người dân các bạn, cho chạy cho nó bền. Thứ nhất là bền, thứ hai là nó rẻ bạn, chứ có gì hết á. Ngon bổ rẻ. Đó vậy đó, phụ tùng nó dễ mua nha. Phụ tùng đằng này các bạn mua nó cũng rẻ lắm, y sơi rồi nó cũng có bán luôn nha các bạn. Nó cũng rẻ ờ mà. Đó. Ngon bổ rẻ, chạy bền nha. Này tâm rời luôn. Tâm rời chuông nó là nó xài chuông 260, cái bố con nó là bố 260 nha các bạn, mua mới cũng có luôn. Đó cho nên là cái thằng này nó dễ làm là chỗ đó bạn. Rồi, thì cái thằng này là 4.2 triệu nha, 6 con Echo 209. 6 con nha các bạn, Echo 209 nha. Đó những anh em thợ mà ở nông thôn thì mình đừng có ham đẹp, ham hố đời mới nha các bạn. Những cái thằng này tâm nhôm mà tâm rời nè, tâm nhôm rời. Đó dòng này nó trâu bò thôi bạn, nó trâu bò, nó xấu nhưng mà nó trâu bò, vỏ nó bằng sắt nha các bạn. Nó chỉ được mát là nó trâu bò thôi. Bán cho người dân vùng vơ các bạn, vùng nông thôn. Chạy rất bền. Đó. Rồi lô này là 4.2 triệu. Tiếp bạn, lô này là lô số 24 bạn. Lô này là 2.6 triệu nè. Hitachi. Lô này đẹp nha bạn. Tanaka với lộn, này Tanaka chữ A bạn. Tanaka chữ A. Ủa, nó bỏ giữa cái trụ mình không có thới để quay luôn. Này bạn, đẹp lắm. Lô này mới ken à. Đây, báo giá cho bạn trước đi. Lô này là 2.6 triệu nha. Lô số 24 này 2.6 triệu. 4 con Tanaka chữ A, nó ghi thêm chữ đẹp nữa nè các bạn. Không, nhấn mạnh nữa, nhấn mạnh đẹp nữa bạn. Cái này không phải mình ghi đâu các bạn. Thư ký nhà nó ghi đó. Rồi. Lô này là đây bạn, đầu bò của nó nè. Đầu bò thì mình thấy đủ chén kẹp dao rồi, đầy đủ nha các bạn. Chén cỏ đồ đầy đủ luôn. Cái lô này nó liền nhất từ trước đến nay luôn. À chết mẹ rồi, mới vừa nói khen cái lô này có con bị mớp cái cây cần này. Cần này thì các bạn yên tâm nha, mai mấy đứa nhỏ nhà mình nó đóng hàng nó cho các bạn bộ cần sâu nha. Bộ cần nói chung là nó đổi bộ cần này cho các bạn luôn, rồi nó cho thêm bộ cần nữa. Giờ các bạn thích làm gì làm nha. Đây cho các bạn xem hơi dây giật con này, này thử coi. Trời ơi dây giật nó này trắng tinh luôn. Rồi lô này mà các bạn, đúng là lô này dây nè trắng tinh nè. Trời ơi lô này ok lắm nha các bạn, đẹp. Đó, thư ký nó kêu đẹp là chắc đẹp.
Lô này lô 24 nha, chị 2.6. Lô số 25 nha các bạn. Lô này là Echo 253, 250, 251, 255, lộn không có 255 đâu nha, 251 nè. Lô này thì mình tính rẻ cho bạn 100.000 con nha. Tức là mình tính cho bạn 750 đó, thường ngày là mình tính 850, nhưng mà lô này là mình tính 750 nha các bạn. Tại vì nó 250 với 251. Mình tính rẻ thêm 100.000 con đó các bạn. Đó. Rồi. Là 256 nè bạn, con này 256 nè. Rồi lô này là lô số 25 nha, 5 con 3.750.000 là trừ cho bạn 250 cứng. À có con cứng nha các bạn. Lô này là có con cứng trừ 250 còn 3.500.000 nha. Còn 3.500.000 Echo. Đây đầu bò nó nè bạn, đó. Rồi. Lô số 25 nha các bạn. Thì cái thằng này nó cũng như thằng 209 đâu bạn, nhưng mà nó mạnh hơn, nó trâu hơn. Như thằng 209 đây nè bạn, đó nó cũng mạnh rồi đó bạn, nó thuộc thể loại mạnh rồi đó. Nhưng mà thằng này nó còn mạnh hơn nữa, thằng này đập cước được luôn. Nhiều bạn ở chưa làm dòng này chưa biết đâu, thằng này đập cước được luôn á, nó mạnh dở man luôn. Nó sấy rồi sói đất lên nhổ gốc luôn các bạn. Là thằng Echo 253. Này gọi chung nó là 253 nha các bạn, tum rồi. Rồi. Lô này là cần của nó này bạn, đi coi. Đồ bò nó này, đó. Lô số 25 nha các bạn, 3.500.000. Có một con cứng nha các bạn, trừ rồi đó, còn 3.500.000. Rồi. Bạn nào ở vùng quê á thì nên làm dòng này các bạn, bán cho người dân ở vùng quê nha. Dùng nông thôn các bạn, dùng nông thôn là những cái vùng mà gọi là nói chung là nồi đồng cố đá mà giá tiền nó hợp lý các bạn, đó là những cái vùng nông thôn. Rồi, lô số 25. Lô số 26 bạn. Còn đây gọi là Echo các bạn, của nó cũng là Echo nhưng mà Echo đời mới nha. Một hãng với kia các bạn. Đó, nhưng mà này Echo đời mới. Này nó đẹp hơn nhưng mà nó đời mới nha các bạn. Rồi 3.200.000, lô này là lô 26 4 Echo trắng. Lô này thì tay lái ghi đông mình thấy nó còn nguyên si nha các bạn. Trắng tinh nè. Đồ điếc rồi. Con này 23 nè các bạn, con này nòng 34 nè. Con này 24 nòng 34 luôn nè các bạn, con đó nòng 34 luôn á. À, cái con này có trợ lực luôn nha các bạn, con Hitachi có trợ lực luôn á. Đó. Đồ bò của nó nè các bạn. Đồ bò mình thấy còn nguyên si hết nha. Lô 26 này là 3.200.000 nha các bạn. Lô 26 3.200.000. Bốn con Echo trắng các bạn, Echo trắng. Nè. Còn nguyên si hết nha. Cái con 24 này là nòng 34 ly các bạn, con này nòng 34 nè. Đó, con đó nòng 34 các bạn, nó 34 ly á. Rồi lô 26 3.200.000 nha. Rồi bạn, lô 27 đi bạn. Lô này là 1.400.000 nha các bạn. Lô này là hai con hai cá sơi. Hai con G2 cá sơi nha các bạn. Đó. Con này cũng còn mới lắm bạn, nó dính nhớt vô nè, còn mới lắm. Rồi. Lô này là Komatsu 2 cá sơi. Nòng của nó như 32 ly các bạn. Đây. Đồ bò nó nè. Đồ bò đó. Hai con Komatsu 2 cá sơi nha. Hơi chắc lắm nha các bạn. Trời, dây giật trắng tinh nè. Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt tầm vân các bạn. Nhìn nó dơ dơ bẩn bẩn vậy mà dây giật trắng tinh nè. Này rửa ra mới lắm nha. Này mình không có rửa hay là xịt nước nha các bạn. Mình rửa xịt nước là nó ảnh hưởng đến cái vòng bi với bạc đạn đồ, nó xào mất công. Giờ các bạn tự vệ sinh nha, rồi các bạn phơi khô nắng, phơi nắng cho khô. Lô này lô 27.400.000 nha các bạn. Hai con hai cá sơi. Đó. Lô số 28 bạn. Cái lô này nó đặc biệt ngày hôm nay nè các bạn, nó đặc biệt ở chỗ là nó có cái bộ tỉa cành nè các bạn. Đây. Cái bộ tỉa cành này các bạn, nếu mà mình tháo ra mình bán là được 500.000 nha. Cái bộ này nè, mình tháo ra bán 500.000. Nhưng mà các bạn biết tin ba bố mình rồi, xưa giờ mình ít khi mà mình chơi, mình đi tháo này nọ mình bán lắm bạn. Tại vì nó không có đáng xá bạn, 500.000 nó không đủ mua con thùng bia. Uống cũng đâu, cũng uống luôn hết các bạn, nó không có đáng. Nên là mình không có tháo nha. Chứ nhiều anh em kêu mình tháo bán lắm mà mình không có tháo, mình không có thích làm vậy. Thì mình đợi đây là đợi giờ các bạn mà mua trúng cái lô này thì các bạn lời cái đó nha. Cái cục đó là bán được 500 đó nha các bạn, giá thị trường của nó luôn á, được 500.000 cái bộ này nè. Nhưng mà các bạn đợi trên cái máy luôn. Các bạn bán được cái con này các bạn bán phải được 1.500.000 đến 1.700.000, 1.800.000 người ta cũng mua. Rồi. Cái lô này là lô số 28 nha. Là đợi cho các bạn là 3.000.000 nha các bạn. Cứng một con. À, tức là trong cái lô này có một con cứng nha các bạn, có một con bị cứng nha. Các bạn lưu ý cho mình là, nhưng mà cái con cứng đó là mình không có trừ nữa nha các bạn.
Tại vì có 500 ngàn con thôi mà mình trừ nữa thì thôi, chứ còn quần què nữa bạn, đúng không? Cái cần này không là mình tháo ra mình bán được 200 rồi bạn, đúng không? Và cái đầu này mình bán sát được 100 rồi, mình trừ cho bạn nữa chắc mình chết luôn á. Rồi đó, mình cũng đổi cái này cho bạn này nè, mình cũng không tháo nè. Đó, nói chung là mình chơi đẹp với các bạn nè, các bạn cũng phải chơi đẹp với mình tí. Rồi con này là 3 triệu là có một con cứng nha, mình không có trừ nha, là có 3 triệu thôi. Mà tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 con luôn. Tới G 18, 20 nha, tum rời quá trời luôn các bạn. Nghĩ sao 3 triệu các bạn bán lụm cái con mà nó có cái tỉa cành này, cắt cành nha các bạn bán 1,7 triệu rồi. Còn 1,3 triệu các bạn bán thêm con nữa đủ vốn à. Vậy là các bạn lời 4 con luôn. Bán 2 con là đủ vốn nha, lời 4 con. Rồi lô số 28 nha các bạn. Lô này là 3 triệu chẳng nha. Các bạn lưu ý là có một con bị cứng nha các bạn. Đó, tum rời là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5 con tum rời. Một con tum liền nha. Một con tum liền thôi bạn, 5 con tum rời. Rồi lô số 29 nha các bạn. Lô này là 5 triệu 8 Rubin này là Rubin. Rubin cóc nha các bạn, gọi chung là Rubin cóc. 5 triệu 8 là 9 con nha các bạn. Lô này mình có tặng cho các bạn là một cái đầu. Cái đầu máy các bạn, để các bạn lấy phụ tùng. Đầu bò cái lô này mình thấy còn nghiêng xi hết nè, nghiêng hết nè. Đây, mình có tặng cho các bạn cái đầu nha. Cái đầu này nó còn ổ giật với nòng niết đồ nó còn luôn. Giờ các bạn lấy phụ tùng bỏ vô nha. Làm các bạn, nói chung các bạn lấy được gì lấy. Rồi lô này là Rubin cóc nha. Gọi chung nó là Rubin của Rubin cóc các bạn, Rubin Makita. Dòng này nổ giòn đó bạn, nòng 32 ly sao á. Nó nòng 32 ly á. Lô 29 này là 5 triệu 8 nha các bạn, 9 cây. Nó có 22 nữa nè bạn nè, 22 nữa nè. Đó. 21, 22. Rồi, 9 con nha các bạn, 5 triệu 8. Lô số 30 các bạn. Lô này là Mitsubishi. Lô này thì đẳng cấp rồi các bạn, mình thấy cái lô này đúng VIP luôn bạn. Có 27 nữa nè, 21 nữa nè. Con này mới ken luôn các bạn, con này hợi nè, con này chạy đã lắm bạn. Con này nổ giòn lắm. Trong dòng Mitsubishi mình phái con này nè, con này nổ giòn. Này 261 nha các bạn, 261 bô trắng tinh luôn. Đó, con này giờ lụm ra bán được 2 triệu á. Con này là 27 luôn, 26 này bạn, 267. Kia là 23. Con này 27 luôn ạ. Này hay chơi hai kim hết nha, chơi hai kim nhiều lắm. Thì Mitsubishi mà nó chạy chơi TL hai kim đó bạn. Rồi. Con này là 27 nè bạn, nhìn nè, 27 nè, 26 nè, 27 nè. Không, 27 nè, 26 nè. Đó. Con này 261 nữa nè. Đó, lô này 26, 27 nhiều lắm. 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè. 5 con luôn. 6 con luôn. 6 con 26 luôn bạn, lô này. Rồi. Lô này tới 6 con 26 luôn các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con luôn. Đúng rồi, 6 con 26. Rồi, 13 triệu 800 nha các bạn, lô số 30. Đầu bò nó đây. Mitsubishi thì các bạn biết rồi, cái hàng này nó khó lấy lắm nha các bạn. Tại vì cái hàng này các bạn mua rất khó luôn. Thường thường là hàng dời là mình giao đại lý hết bạn, ít khi mà mình lên video lắm. Nhưng mà mình cũng phải lên video cho nó có hàng cho các bạn, nó có gọi là mình lên video cho nó có hàng hợi. Chứ không là mình không đăng lên là cái kênh của mình người ta chửi bạn, là kêu dời hàng hợi giao đại lý hết trơn mà không đăng lên cho anh em mua. Đó thì mình giao cho đại lý bao nhiêu thì mình đăng lên bán cho bạn bấy nhiêu vậy đó. Rồi, nói chung mình bán cho anh em đại lý bao nhiêu thì bán cho mấy bạn bấy nhiêu. Rồi mình đăng lên đó, các bạn nào mà chuyên làm hàng này mà thấy á, thì hốt nhanh chứ không là nhiều khi nó cũng hết hàng nha các bạn, không có hàng. Rồi lô 30 nha, 13 triệu 800, 10 con. Lô số 31 cuối cùng ngày hôm nay các bạn. Lô này là Maruyama các bạn. Lô này thì có 9 con thôi nha các bạn. Nè mình có ghi 9 con nha, 8 triệu 1, 9 con nha các bạn. Bạn lưu ý là lô này 9 con không phải 10 con nha, lô này là 9 con thôi. Maruyama này là nó có 20 nè, 23 và 26 nha các bạn. 20, 23, 26. Con này 26 nè bạn, nó có 26 nữa nha các bạn. Con dưới 26 nữa nè, đó. Rồi, 20, 23, 26 nha. Con này cũng 26 luôn nè, con đen này nè. Rồi, đầu bò của nó đây các bạn, đầu bò. Rồi, lô này thì có 8 triệu 1 thôi bạn, 9 con luôn. Lô số 31, 31 cuối cùng ngày hôm nay nha các bạn. Rồi, chốt sổ bạn. Hai con có gà bóp nè. Quay đằng sau cho bạn xem nha, chỗ này nó hơi chật. Lô này thì mình thấy có trợ lực nè bạn, một con nè,
hai con này, ba con này, bốn con có trợ lực luôn bạn. Đó, trợ lực quá trời luôn. 1 2 3 4 con luôn. 5 con có trợ lực luôn bạn. 26 nữa nè. Dây giật trắng tinh nè. Rồi. Rồi, lô này là lô cuối cùng kết thúc video ngày hôm nay đó bạn. 819 con nha các bạn. Lô số 31. Đồ bò đầy đủ nha. Maruyama. Rồi. Các bạn chụp màn hình lại nha các bạn. Rồi xin mến chào tạm biệt các bạn. Mình tắt video đây các bạn, để mình tải lên, nó dài quá là mình không có tải lên nổi các bạn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc anh em mua may bán đắt và gặp nhiều may mắn nha các bạn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình nha. Xin chào tạm biệt các bạn.